Dạ chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày khốn khổ? Dạ. Ông cần gì, bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày, nhưng tôi không phải đến đây dùng ý khất thực hàng ngày. Vậy chứ ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Cầm ngay, gã ăn mày khốn láo. Ông là ai? Là ai? Bà hãy nhìn cho rõ. Kẻ khốn nạn này là ai? Trần Bảo. Nó đó. Bảo ơi, em dán anh cho tới gần em. Tại sao? Tại sao em cố tình lên mặt anh đi Dương Thảo Lan? Bảo ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen. Anh biết ai làm cho em quen ố rồi, nên đành phải quay lưng cuối mặt trốn chạy người. Nói gì thêm nữa, bà về đi.